bố về thăm mẹ mình cũng được, vì lúc đi qua bên này là mẹ thân mình đã 7 tuổi, lúc mẹ tôi mất là 9 tuổi, có rất khó 10 năm đó. Đó là chỉ khi lúc mà không lại thật được, tại vì tôi là cái trường hợp là tôi bị đuổi ra khỏi Việt Nam, bởi vì theo cho một gia đình mình thấy, thì khi trở về cái giấy tờ đầy đủ tôi mới nhận được. Thế nên vì cuộc sống, vì sự tu hành, cách để mẹ tu hành, nhiều lúc là đối với tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi, mẹ nói chừng nào ông về. Khi mà mẹ tôi mất thì úp vé bay là khi mà chuẩn bị mất thì tôi đã mua rồi. Nhưng khi mà mẹ đưa người nhắm mắt thì tỏ thấy nó bay. Và thế là từ Mỹ bây giờ tới Phú Yên vừa chạy vô là cũng đó mà không thấy con mẹ của mình nhà nhà mới như thế nào. Vậy có một cái phút lặng còn cha còn mẹ đang phía trước. Không ai mặc che cho mẹ nhà đó. Cả nhà cùng trời cao che nuôi dưỡng mình. Dù bị cứ đi xuống khắp cả thế gian này đi tìm người nào tốt hơn mẹ mình cũng không thể có được. Nhiều lúc mình quên cảm ơn cha mẹ mình sắp thân mình nữa kia. Mình đốt bụng mình đi ra đường người ta cho mình ăn một miếng cơm thì mình cảm ơn cô, cảm ơn bác. Nhưng mà cha mẹ mình nuôi mình đó, bây giờ mình cảm ơn chưa? Có biết cảm ơn khó lắm như vậy. Bây giờ mình có cảm ơn ông cụ cũng không nghe được. Đang ở đây khi chưa thấy nó bằng tài, tức là ông cụ cũng chưa biết được nó đâu thì bởi câu hỏi quả. Chỉ còn những người mà không hòa thuận với nhau, ông cụ sẽ vô tái sanh cho mình với bất thiện. Chỉ còn những người sau buổi chiều nay anh đem gặp nhau chế ra quán, ông cụ ăn được tái sanh cho mình với bất thiện. Tất cả những cái đối với Phật pháp, đối với đạo Phật hướng dẫn cho các hương linh đi lên con đường này. Vì thế cho nên cái chuyện quý vị làm trả ơn cha cụ đó là chuyện quý vị làm hay không là quý vị, nhưng đối với chúng tôi là chính quyền hướng dẫn. Vì cái làm theo hay không là quyền của quý vị, và vì có làm được thì quý vị trả được. Xin thưa rằng các quý vị bị mắc nợ sanh tử, mắc nợ cái sự phật hiếu, sự tự nguyện đức Phật dạy là cái tội lớn nhất trong cuộc đời là tội quá khứ với cha mẹ. Hôm nay con chỉ còn ngày mai thôi. Từ đây cho đến 49 ngày thì con mong rằng về nên trả cái hiếu cho cha cho mẹ, trả cái ơn sâu xa cho chị, nhất là những người con trai, những người con gái. Mình dạy bắt buộc người con trai bằng cách chúng ta có thể là bỏ bớt những cái chuyện chơi bời với bạn bè. Trong vòng 49 ngày cha mẹ mình cô mang mình 9 tháng 10 ngày là khoảng thời gian bao nhiêu? Chính ta đã 280 ngày. Bây giờ mình có 49 ngày mình trả hiếu. Có nhiều người con mình vô cùng bỏ hiếu. Cha mẹ mình vừa mới chôn xong cái lần đi chơi này, tại vì đã lỡ bút vé rồi. Mình không đi chơi đâu có chết đâu. Có những người con như vậy, vô ý vô tư như vậy. Vì thế cho nên trong vòng từ lúc bị mất cho tới 49 ngày, ông cụ sẽ đi tìm đến về từ chùa đến về gửi cái hương linh cụ về. Ngoài những thần kinh ông cụ đã nghe hay những lúc cúng cơm ông cụ ăn xong mà ông cụ phải đi tìm những người thân trong ông, đặc biệt là con trai con gái của ông. Để làm gì? Để nương tựa. Và ngay lúc đó mình phải làm việc phước thiện để hồi hương cho ông. Mình bảo rằng là chết là hết, sẽ
sư bị đó là một cái lý thuyết mà nó không có căn cứ gì hết. Ở ông La Ma quý vị có nghe cái vụ ba đứa bé chết trên chiếc xe cách đây 7 năm không? Vì có nghe cái vụ đó không? Ba đứa học sinh, ba đứa sinh viên, nó nhậm nhịp sở xong nó đi về, nó uống rượu, uống rượu gì đó, chạy nó tán trong đường thêm ba, cái nó chết. Gia đình cũng vậy thôi, nhưng không có cái niềm tin đặc biệt. Và đúng 2 tuần lễ sau, cũng một chiếc xe hơi, 2 vị chồng là đâm vô đó chết. Và chúng tôi là những người mà cảm thấy bất an, sợ sẽ có một chuyện tiếp tục xảy ra. Thì chúng tôi đang trì chú để đi lại các tán xa. Thì đúng có một cái ông Mỹ cũng tán vô đó chết. Vì thế nên chúng tôi phải thỉnh với Thầy và tụng kinh ra các tán xa. Và từ đó đến giờ không có một trường hợp nào chết gì cho. Tức là khi người ta chết, người ta không siêu thoát được, người ta phải chờ người khác hợp tuổi, hợp năm, hợp ngày, hợp tháng như ta, rồi người ta bắt thế cho vị trí đó để thoát ra. Chết một lần nữa là xin thưa vị rằng chết không nghĩa là hết. Không có Đức Phật, không có cái ông chúa nào mà nói rằng là quý vị quy y rồi sẽ khi niệm Phật sẽ tái sinh. Do nếu quý vị không có một công đức lành nữa, không có một cái phước thiện sẽ bao giờ không. Đó là một cái cuồng tín. Người ta lấy tiền cụ đi cho người nghèo cũng không được, cũng nhờ quý vị, đúng không? Ông cũng làm gì đó cũng nhờ cái công đức quý vị hồi nãy giờ nghe trong đây còn 49 ngàn. Và cũng mong rằng những người con có hiếu là những người làm việc thiện ngay lúc nào mình ăn cơm mình mời, mặc dù ăn không được, quý vị có cúng sơn hào hay quý vị có cúng cái gì nữa ở trong đời này, người con nhớ mình làm cho nó buồn nó hỏng. Sau đó rồi quý vị tìm qua trả lại, đó là bất hiếu, phải hòa thuận. Cha mẹ đâu có muốn mình được với nhau đâu, đúng không? Nhưng mà việc biết thương yêu với nhau. Rồi nếu mà người con trai người con gái được thì nên ăn chay trong vòng 49 ngày. Quý vị biết Đạo Phật dạy rất là kỹ. Những cái con ngạ quỷ, những cái con ma, cái thứ vô hình đó, mà khi vị mà nóng được tâm nó lên nó ăn hết. Người thân nó ăn hết. Quý vị cũng chay ăn được bởi vì nó không có máu, không có mùi tanh. Thành ra là cái loại mà của hồn bạn kia nó không có giữ được. Người thân nó ăn được. Còn vị mình cúng một ngày vị chỉ phục vụ cho quý vị thôi, người thân nó nóng được. Thành ra quý vị có biết rằng cái người cha này đối diện với chùa Huyền Giác, chúng tôi cúng có mỗi ngày này, không có cúng gì nhiều đâu, chỉ có món gạo thôi. Mà nhiều lúc quý vị biết là chúng tôi đem một tô gạo là trút cái tôi và bộ tôi đi một vòng quay lại là tự nhiên kiến hay gì đó, nó theo sẽ tắt ngộ. Nhiều lúc mình để cái bánh, lấy cái bánh ngọt để không có con nào, lấy cái bánh mì nướng để không có con nào, mà khi trút cái đồ mình cúng ra xong tự nhiên nó rít lên. Thành ra người biết rằng trong vòng 49 ngày ông cụ sẽ đi thăm từng nhà, đi thăm từng đứa con, đi thăm từng đứa cháu, đi thăm từng bạn bè. Và ngay lúc đó mình khởi cái niềm lành gặp ông, mình cầu nguyện cho ông được tái sanh trong Phật giáo là đó là một cái điều. Không phải vì bày ra cái lễ tang nhiều hơn, vì bày cái lễ tang thiệt là lớn rồi mời mọi người thiệt đông tới đây ăn là phước, là cái mà trải nghiệm cũ nó không có, hoàn toàn không có. Đạo Phật có dạy cái đó, mà Phật dạy ngay lúc này vì biết mỗi tâm niệm phải niệm Phật để hồi hướng cho cha cho mẹ mình, cho ông cho bà mình là thật cái hiểu. Và chúng tôi có hy vọng rằng trong vòng 49 ngày vì làm tròn cái hiếu của người con đối với người cha của mình.
đúng 3:30 có mặt ở đây. Rồi chúng tôi đem cơm thay cơm mới. Và cái cơm cái bát nhãn này thì vị có thể không ăn, nhưng cái đây còn lại vị là vị ăn bỏ rất là quý. Tại vì vật thực của thế gian phí mà còn già là phí biết bao nhiêu công đức, vị cố gắng vị thành tựu. Dạ, cảm ơn thầy.